Nó giờ nó tóm lại giờ anh Di nói vậy về nhậu nghĩa tụi em hả? Đâu, bậy không có em. Nghèo tới đây hốt hết nha. Anh Di mà phát triển phòng gym hai mảng membership riêng, BT riêng. Em không có tiệm theo BT kệ, đóng tiền membership lên mạng coi video Di Nguyễn. Tính rồi ba. Lên mạng coi video Di Nguyễn. Thoải mái, anh Di Nguyễn mày chỉ còn hay BT nhiều. Chào mừng các em đến với chương trình vlog về gym của anh Di Nguyễn nha. Tiếp theo anh Di nói về chủ đề tập gym có nên thuê BT hay không. Vậy thì trước tiên hỏi BT là gì? Đó, BT là Personal Trainer, tức là huấn luyện viên cá nhân. Đó, BT phải có bằng này nọ các kiểu nha em, không phải giỡn đâu, chứ không phải tướng đẹp làm BT. Bởi cái khái niệm BT bây giờ trong thị trường nó rất là mông lung và mông má. Bà thằng nào nó cũng BT hết á. Nó cứ chỉ là nó cho nó là BT thôi. BT của phòng 200 ngàn là thằng chỉ biết dọn tạ. Còn BT của phòng 200, phòng 2 triệu thằng đó chỉ biết bào tiền. Nói chung là cái thị trường BT bây giờ nó tùm lum tùm la hết á, thượng vàng hạ cám hết, không biết được. Vì thế câu hỏi đặt ra là tập gym có nên thuê BT hay không? Câu trả lời của anh là nên. Nhưng mà mức sống của mình ở đâu cái đà? Dù mức sống như Duy Nguyễn là nên. Còn mức sống bạn lè tè thì là tùy suy nghĩ đi nha. Chứ mà anh nói không nên thì anh em buồn. Mấy em hiểu cho anh nha. Tại vì anh Duy là người có uy tín trong gym rất là cao. Mà lời nói của anh Duy Nguyễn nó đôi khi con số bạn coi là chân lý. Nên có những việc mà ví dụ như giờ anh Duy Nguyễn nói tụi em không nên thuê BT, BT chết đói anh tội. Anh không muốn các bạn BT chết đói. Anh muốn các bạn BT làm ăn đàng hoàng, kiếm đồng tiền trên sức lao động của mình. Và nó mang đến cho khách hàng của dịch vụ BT thật sự là tốt. Nó tạo cho khách hàng tập luyện thành công, tạo cho khách hàng ngọn lửa. Giờ anh phải né đề tài mấy em, nói chung nhạy cảm mà. Giờ ví dụ như thằng kia làm trưởng phòng đi, thu nhập tháng 40 triệu, nên thuê BT không? Đối với trường hợp anh đó nên. Yes. Tại vì anh bây giờ nói cái lợi của BT nè. Thí dụ như BT nó có ngu như con bò đi chăng nữa thì nó vẫn cầm tạ cho mình, nó vẫn phụ mình đếm này nọ kia. Nó thì nó tạo cho mình được cái nguồn cảm hứng để mình tập. Chứ bạn đừng mong BT dạy bạn đúng. Thật sự nếu mà các bạn đi tìm hiểu mà BT nó dạy bạn đúng là không bao giờ có. Nếu mà BT trình độ nó như Duy Nguyễn thì làm BT làm chi bạn? Đúng không? Bạn hiểu không? Nên đôi khi những cái câu chuyện tìm lá giữa bông này các bạn tự trấn an mình, ta ra đường ta kiếm chút cháo thôi. Bạn nên nhớ như vậy á, ra đường kiếm chút cháo thôi, chứ nó giỏi quá nó không làm nó không dạy đâu, nói thiệt. Nên các bạn sẽ thấy cái thị trường BT nào nó bóc phốt nhau từ lứa hết à. Tụi nó chơi không có đạo đức đâu. Tức là nó nói giờ nó sẽ dìm hàng cái thằng BT đó để cho thằng BT đó chết. Nó nói thằng BT đó dạy tầm bậy. Thằng BT đó dạy con người ta cong lưng, thằng BT đó dạy con người ta cong cẳng. Nó như vậy, ta đạp đổ chén cơm nó ẵn thôi. Cái đó là nói thiệt nên bạn đừng bao giờ bị cuốn theo những gì đó tranh luận trên mạng. Tất cả những gì tranh luận trên mạng đó là trò hề. Đó là thủ đoạn, đúng không? Còn nguyên tắc làm ăn của Duy là nước tương không phải nước mắm. Mày kiếm tiền cậy mày đừng đụng chạm tao thôi. Đó nói thiệt. Nên bạn là khách hàng thì bạn cố gắng mình đã thuê thằng BT đó dạy cho mình hay là cái con BT đó dạy cho mình thì mình phải tin tưởng người ta. Mình tin tưởng người ta đi. Còn hết hợp đồng bỏ, hoặc là mình cảm thấy con nhỏ này dạy không đúng, mình liên hệ với quản lý BT, liên hệ với chủ, đổi BT. Đổi BT nha. Mà nói cái thôi, giờ nói quay lại từ đầu nè. Khi mà bạn đi tới một cái phòng gym nào, trong thể hình online cũng vậy, bạn sẽ gặp một đống BT đó ngồi. Vậy thì cái quy trình là sao? Quy trình là BT nó ngồi canh bạn vô, xâu xé bạn đó chứ sao? BT sống được là nhờ các bạn. Các bạn phải đóng tiền BT thì BT mới sống được. Và BT là một mảng kinh doanh màu mỡ của tất cả những dịch vụ phòng gym. Phòng gym nào không kinh doanh BT là ngu. Có những phòng gym nó mở ra để cho BT ở ngoài vô ăn quá trời đúng không em? Tại vì sao? Tại khả năng cái phòng gym nó không phát triển nổi cái mảng BT. Nó không phát triển nổi. Tại vì mảng BT nó khó phát triển lắm mấy bạn. Thật sự bản thân của THOL phát triển mảng BT cũng đuối, không phải giỡn đâu. Đó, bây giờ là video chia làm hai mảng, người có tiền và người không có tiền nha, ok. Yes. Bây giờ đang nói cho người có tiền. Có nhiều cái gói BT, BT mua dài hạn nó vẫn rẻ, BT mua ngắn hạn nó sẽ mắc. Nó sẽ có gói trial. Cái gói trial thường thường là khoảng chừng 6 triệu. Thế được mày bỏ 6 triệu ra thuê BT. Mặt tái như đít nhái. Nhất là mâm vô quê, thua. Anh có mấy bạn gái nó dưới quê dạy BT, nó tại BT bán được 3 triệu mừng chết luôn anh. Nó bán 3 triệu mà ăn gì?
cái nói đâu có ăn gì đâu tháng, vậy hỏi tháng em dưới quê kiếm BT được nhiêu tiền, nó ăn tháng dưới quê em kiếm tháng được 20, 30, 40 tùy. Cái nói em dạy ngày mấy tiếng, nó dạy em ngày dạy 16 tiếng. Trời, ông nghe xong hết muốn đi nổi luôn em. Nó dạy sắp mặt, nó dạy, trời ơi nó dạy, phải như là anh nói thiệt con nhỏ, mấy đứa đó nó dạy chưa được 2 năm là gãy rồi. Tại cái giá BT dưới quê nó quá thấp đi, nó quá thấp đó, mà mức sống của dưới quê nó vậy thì chịu thôi chứ giờ sao. Còn BT Sài Gòn không có cửa, BT Sài Gòn là nó phải 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000 một giờ nó mới dạy đó. Thì bây giờ bạn nghĩ coi, bao nhiêu người có tiền mà bỏ ra khoảng chừng 500.000 một giờ để thuê BT. Nhưng mà tại sao người ta phải thuê BT? Tại không thuê BT biết con khỉ gì mà tập, không biết cái gì nữa. Bây giờ các bạn vô phòng riêng mà chưa yêu cầu người ta dạy, chuyện đó là hơi khó mà. Nó khó lắm. Có những anh chị em rất ích kỷ, cái này nói về khách. Vô phòng riêng ông đóng có 500.000 mất ta dạy quá trời. Cái đó không đúng. Cái đó không đúng các bạn. Mà các phòng gym nào phát triển theo hướng đó là phòng cùi. Phòng người ta không có một cái cách quản lý nó chuyên nghiệp và nó bài bản. Cái nó thuê cái thằng nào đó tập mới có 2-3 tháng cứ đẹp đẹp vô chỉ thôi. Vô chỉ thì xong rồi cứ hụi hụi vậy đó, 2-3 ngày đẩy máy đó, đó hụi hụi thôi. Tại vì BT nó phát triển được, tại vì người ta không biết tập. Mà người ta mới tập mà người ta có tiền người ta phải vô thôi BT. Nhưng mà không dễ ăn BT đâu, mới vô kêu người ta bỏ 6 triệu không có, không ai bỏ. Mà chưa kể có cái 100 triệu lên chi. Thí dụ có 300 buổi, 300 buổi, buổi 400.000 nhiêu tiền ta? 300 × 400, 120 triệu đúng không? Nó bạn lấy người ta 120 triệu đâu phải dễ, đúng không? Bạn nghĩ coi, bây giờ thuê BT lấy được 120 triệu, cọc mấy doanh số nó 1 tháng tỷ mấy, 2 tỷ chuyện bình thường. Wow, mạnh dữ. Miễn mảnh đất màu mỡ mà. Thì cái quy trình thường thường các bạn vô bạn tập đóng membership xong, sale nó tư vấn gì đó không biết, xong bạn vô bạn tập bảo đảm con BT nhảy ra liền. Nếu bạn vô những phòng bài bản thì chắc chắn BT nhảy ra liền. Còn nhìn bạn nghèo quá nó không nhảy thôi. Cái đó nó thiệt, đừng tự ái này, như nó rất thẳng và rất thật. Tức là nhìn bạn nghèo như quỷ, bạn không mua nó ra chỉ bằng chi, bạn tập kệ bạn chứ nó đâu có làm sai đâu. Bạn vô bạn mua membership thì bạn cứ tập đi. Nếu bạn không có tiền thì chút bạn quay phần cuối video tôi nói cho. Còn bây giờ đang nói câu chuyện người có tiền, nó thấy bạn khả năng bạn đi xe gì, khả năng tài chánh bạn nhiều, bạn nhìn mặt bạn có ngu không? Chứ gặp mặt thằng rành quá biết này biết tập, biết thằng này quỷ này nó tập lâu rồi, giờ tướng nó có chuột là thằng này không thuê BT đâu, vô tự tập đi mày. Mà thậm chí mà tướng đẹp quá mà vô phòng nó đề phòng rồi nữa, BT chui, đúng không? Mấy tướng đẹp quá tập gym là nguy nghi này BT chui, nó soi nó như gì á, nó thiệt với em luôn, nó chui gọi nè, ê cô Nam hả? Lên lầu ba coi manh thằng đó đi, chui á, là bảo đảm có thằng BT ngọn chỗ bấm điện thoại nhìn mày không à? Trời ghê chưa? Vậy đó mấy em, mà giỡn đâu. Chị giả sử khách hàng đó tiềm năng là vô dạy cho 2 buổi, bảo đảm 2 buổi đó chém gió rất ác, chém kinh luôn á. Nó chém để chi? Để thể hiện cái vai trò rằng không có BT mày chết. Nên buổi thứ ba xuống ký hợp đồng, ít tiền thì 6 triệu, nhiều tiền thì 30, 40, 50 gì đó không biết. Thì nói chung á, thì khách hàng cảm thấy người đó dạy được, khách hàng cảm thấy người đó nói chuyện hay, khách hàng cảm thấy người đó dịch vụ tốt thì ta ký ra chuyện bình thường. Ở đây không ai vụ ai nha, không dùng chữ ai vụ ai mà là nghệ thuật. Đây là chữ nghệ thuật đó, đó là nghệ thuật các bạn. Thì tôi cho các bạn biết á, là quy trình á, mà để một BT tiếp cận bạn là như vậy đó. Rồi trong cái buổi dạy đó nó dạy cái gì tôi không nói, cái chuyện đó là chuyện làm ăn của người ta, cái chuyện đó là cái chuyện mà bí kíp của người ta. Rồi có thằng nó dạy rất là dở, nó dạy dở ẹt à, nhưng mà được cái nó massage phê, là mấy bà chỉ nằm xuống cho nó bóp thôi đó, vậy đó, nằm xuống cho nó bóp. Còn có mấy nhỏ con gái cũng không biết dạy con khỉ gì trên, mà được cái nói chuyện hay, nói chuyện ngọt dễ thương này nọ. Nó khách hàng vô thuê BT chỉ cần á là ok, em xịt chút hoa thơm nói chuyện nhanh được rồi. Wow, mạnh dữ. Nó muôn hình dạng trạng, nó nhiều lắm. Có người ta dạy thiệt ok, dạy đàng hoàng, nói chuyện vui vẻ, tạo bút này nọ cho kết quả. Nhưng mà nói chung là cái gì, BT là gì? Tạo cái sự cảm giác hưng phấn cho người tập, tạo cho người tập có cái ngọn lửa để họ hoàn thành tốt cái bài tập. Điều đó rất tốt, điều đó rất tốt các bạn. Giống như tu tập thôi, BT ai rảnh đầu sắp tạ, đúng không? Duy Nguyễn mà tập là phải có BT. Tôi đẩy ngực đóng đó, mày ra mày chuẩn bị tạ đi, tao ngồi nhắn tin thôi, xong rồi tao lên, mày lên tạ, tao đẩy thôi. BT là như vậy, không BT sao tập. Nhưng mà muốn có người phục vụ mình phải bỏ tiền, đó là cái công bằng. Tiền bao nhiêu tùy khả năng của mình. Không có BT tập rất chán,
không có BT tập rất buồn. Nhưng mà tại sao? Tại vì mình nghèo thì mình chịu thôi chứ sao giờ. Cuộc sống này nó xây dựng trên đẳng cấp của đồng tiền mà mấy em. Nó giờ nó tóm lại giờ anh Di nói vậy, vậy nghèo nghĩa tụi em hả? Đâu, bậy 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 không có em. Nghèo tới đen hốt hết nha. Anh Di mà phát triển phòng gym hai mảng, membership riêng, BT riêng. Em không có tiệm theo BT kệ, đóng tiền membership lên mạng coi video Di Nguyễn. Tính nó rồi ba. Lên mạng coi video Di Nguyễn. Thoải mái, anh Di Nguyễn mày chỉ còn hay hơn BT nhiều. Yes. Mà kiếm con BT nào chỉ kỹ bằng anh Di Nguyễn không? Ông BT vô chỉ fashionable, nhảy từng từng cốc cốc, từng từng cốc cốc, rồi xong le lấy tiền. Oh really? Mấy cái đó anh Di Nguyễn mà đâu cần chỉ làm gì. Đúng không? Mấy cái nhảy từng từng cốc cốc đây chi vậy cho mệt, cho ra mồ hôi thôi mà chạy bộ cũng ra mồ hôi vậy. Ồ nhảy anh chưa cho mỏi cẳng, hiểu không? Cái đó anh nói không có nghĩa là anh đang nói là fashionable tác dụng. Đúng không? Tức là những cái bài tập của người ta kể, BT mỗi thằng chỉ một bài. Đó. Còn tụi em nghèo không có tiền thuê BT á thì em coi video của anh. Để dư tiền mua súp thôi. Chứ bây giờ mày vừa BT vừa súp nó tiền đâu mua. Đúng không mấy em? BT giờ tháng nhiều. Tháng tập 20 ngày đúng không? Cứ cho tháng tập 20 ngày, một ngày cho em 400 ngàn đi. Thì 20 nhân 400 là nhiêu? 8 triệu đúng chưa? Đúng không? 8 triệu, 8 triệu tiền BT, 1 triệu tiền tập. Rồi thêm bao nhiêu triệu tiền súp. Vậy là thu nhập mày 20 triệu mày tập cũng trả nổi. Cái đó nói hơi bị thẳng á. Đúng không? Nên BT là gì? Dành cho những cái người á mà người ta quá giàu đi, cái địa vị xã hội người ta cao á, ta cần phục vụ này nọ đó, thì người ta thuê BT long term. Còn những người người ta chưa biết tập á, người ta gán gồng, người ta bỏ chừng 15 triệu ta thuê BT. Biết tập thôi, tao khỏi máy bay tụi mày, tiền đâu mướn nữa. Và BT người ta thường hiểu chuyện đó. Đúng không? Nó gồng lên 15 triệu đó thuê BT, về nó uống nước mía thấy luôn chứ. Gái tâm lý chung em. Giống như mấy đứa con gái tập gym nó thì nghĩ là tập gym là đẹp. Thì nó như tờ giấy trắng vậy đó. Nó vô phòng gym người ta nhồi sao nó nghe vậy. Đầu tiên nhồi đóng tiền tập 3 năm đi thì nó suy nghĩ thôi 6 tháng thôi là nó né được của 3 năm. Nhưng mà không có BT là nó tập. Nó không biết tập gì hết, nó phải thuê BT. Nó biết súp là gì đâu. Nó nghĩ có thuê BT tập xong rồi về đẹp rồi đó. Hít oxy thở đẹp rồi. Đó. Nên thường thường mà sao những cái phòng gym nó không bán súp. Tại vì cái súp là cái giai đoạn thứ 3. Giai đoạn thằng nào rành nó mới chơi súp. Còn thường thường đẩy vô BT nó cạp cái đầu BT khách hết tiền. Khách hết tiền rồi. Sau này thì biết tập chút đỉnh là biết mới biết súp siết là gì. Mà tới mấy con mà nó đã uống súp rồi mấy con nó rành rồi. BT sao bào. Đúng không em? Anh nói thẳng á, 10 thằng BT bóc ra 9 thằng rưỡi không biết súp. Biết chích thì biết. Mà không biết súp. Tụi em kiểm nghiệm cái lời nói đúng không? Nó nên nó kiến thức về súp á, thằng bóng sung á là một kiến thức nó mang tính chất nó xa xỉ, nó xa xăm đâu đó. Mà thậm chí nó thiệt với em nhiều khi BT của THL chứ chắc biết. Tại giờ BT THL nó nhiều rồi. Ở ngoài tuyển nguồn nó ngoài vô đó mấy em. Nên anh cũng không kiểm soát được chất lượng nào vào nữa. Anh không kiểm soát được cái nguồn đó. Nó nên bây giờ là BT là biết được à chết bồ này, lỡ tuyển ông nội đó vô ông biết súp ông tư vấn bậy chết luôn. Nên có một chuyên viên tư vấn súp. Mỗi phòng gym có một chuyên viên tư vấn súp. Mà tôi phải nói phải khoe nha. Mấy thằng sale súp của Duy Nguyễn nó nhìn mặt nó ngu vậy thôi chứ nó rậm súp lắm. Nó cứng lắm. Mấy cái thằng đó, đó là lương tháng nó bỏ ra trích đóng tiền nó mua súp luôn á. Là mấy thằng đó là dân chơi súp thiệt. Thật sự luôn á. Nó cái gì trong làm ăn thì nó có những chuyện chia sẻ cho các bạn hiểu. Để các bạn thấy được à nó là vậy đằng vậy đó chứ không phải là nó nhìn gì nó như là một bài toán màu hồng đâu. Vậy thì không có tiền thì đơn giản thôi tập đóng membership đi coi video Duy Nguyễn free mà. Yes. Mà tụi em phải kiểu là cái video Duy Nguyễn là video rất thực tế. Không có video nào thực tế bằng anh đâu. Tất cả mọi chuyện lên mạng tụi nó diễn hết. Tụi nó diễn này nọ là một ngày tập gym đồ này nọ ghê gớm lắm. Kinh lắm. Tập gym thay đổi cuộc đời tôi này nọ kinh vãi. Ăn mì gói thế. Nên anh Duy Nguyễn không thích đi vào những cái chủ đề mà nó mang tính chất gọi là nó phi thực tế như vậy. Đúng không? Anh Duy Nguyễn tập cái máy gì? Anh Duy Nguyễn chỉ tụi em tập cái máy đó. Và những cái máy anh Duy Nguyễn tập là chắc chắn là phòng gym THL nào cũng có. Mà các bạn đã đăng ký tập ở THL mà bạn không có tiền thuê BT không sao cả. Bạn lên mạng bạn coi video của anh biết tập hết. Đó, mà một trong video anh nó sẽ có nhiều thông điệp. Thì bạn cần chắc lọc những thông điệp gì? Ví dụ bạn cần tập luyện này nọ thôi. Còn những cái vấn đề nào Duy đang trẩu thì kệ anh Duy. Vậy thôi. Còn tiền đó anh chi? Mua súp uống. Mua súp uống là cái thực tế nhất mà uống vô bụng bạn này nọ kia. Công ty BBT có lợi chút đỉnh thôi chứ nó không được ăn cái phí chênh lệch dịch vụ quá cao. Đó. Thì nó tóm lại BT cần không cần. Cần sống cần trời. Có tiền thuê BT tập đã buồn không ơi.
Nói thiệt, nhất là chị em phụ nữ á, bây giờ 40-50 tuổi rồi, con cái đi du học hết trơn rồi, ông chồng làm nhiều tiền quá để làm gì? Thuê PT đi, đúng không? Thuê PT rồi mua súp uống, nó mình tập mình khỏe đi, mình giảm mỡ này nọ kia, mình đẹp người lên, cuộc sống mình thành công, ổng mê ổng quay trở về. Còn bây giờ nghĩ sao, già rồi ông tập đi xấu quá, bảo đảm ông ngoại ông nuôi đóng kép luôn. Cái đó là cái sự thật, các bạn phải hiểu nha. Sức khỏe là cái mà nó quan trọng nhất trong cuộc đời này. Cuộc đời này các bạn sẽ sụp đổ khi các bạn không có sức khỏe. Còn khi mà các bạn có sức khỏe rồi, bầu trời này có sụp, các bạn vẫn gượng dậy được. Các bạn vẫn có thể xoay chuyển mình được. Đó, nên cái vấn đề BT nó vừa là một cái hướng đi cho tất cả các bạn trẻ streamer. Mình suy nghĩ mình tập gym để làm gì? Làm BT cũng giàu đó, tôi nói thiệt với bạn, tháng 50 triệu chuyện bình thường. Wow. Bạn làm được vậy không? Đó, đừng coi thường nghề BT nha. Mình phải hiểu đúng về BT. Đó. Các bạn tập tầm còn trẻ, người ta già rồi, người ta lớn tuổi rồi, người ta thuê BT là cái chuyện bình thường. Còn các bạn tập trẻ thì bạn phải nghĩ rằng à, mình sau này mình làm nghề chiến cho người ta thuê. Chứ thì không lẽ tôi dạy cái đời, sao dạy cái đời được? Tôi dạy chừng 3-4 năm rồi tôi giỏi rồi, tôi vô tôi làm quản lý cho ông Duy Nguyễn chứ. Ờ, một phòng của ông đủ ăn rồi, đúng không? Làm code web cho người nước ngoài tháng cùng lắm 2.000 đô chứ gì. Thì giờ giả sử tôi học IT không được, nhưng mà tướng tôi là đam mê từ gym, tôi vô tôi làm quản lý tôi kiếm tháng 2.000 cũng được vậy, đúng không? Có gì đâu, tất cả mọi chuyện đều xác định là có hướng đi. À, có hướng đi hết men. Vậy thì qua video của Duy Nguyễn là có nên thuê BT không thuê BT, thì các bạn tự suy nghĩ, tự suy xét. Vào bất cứ phòng gym nào cũng phải vận hành BT. Nếu mà phòng gym các bạn mở ra mà các bạn không tính ngay từ đầu cái vấn đề BT là bạn thất bại chắc. Người ta sẽ ăn trên đầu trên cổ bạn hết. Khi mà cái mảng BT bạn yếu rồi, một cái bạn gầy dựng lên không nổi. Gầy dựng lên không nổi. Trong kinh doanh là phải khôn khéo nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.